Cao Phút xin chào tất cả mọi người nhá. Này Cao Phút đi chơi, đi ra xem thằng em nó bắt lươn, mò lươn ở dưới ao, mò bắt tay không với bắt bằng tay không nhá. Anh em chia sẻ nhá. Lai chim nhá. Thả tim thả là la nhá. Đây xem mà thằng em nó đang đấy. Dưới này mò đây. Bắt không đấy, tay không đấy. Quốc mà cũng bắt được liên xanh chín sáng sáng rồi sáng ngoan má quá cả màu nó còn lạ má con mấy để 21 rồi đi em giờ này ra đi em nó đang mò từng tí một đây. Mò được cá không bắt gì đấy bắt lươn thôi. Thì bắt lươn mà, bắt cá đâu. Cá thì bắt đơn giản thôi, nhưng mà lươn cơ. Đấy. Lươn là một vấn đề. Đấy. Thế hot chứ. Thế bỏ bỏi. Chắc bỏ sổng một con to ao này giờ chứ có sao thế hôm nay ở đây rồi đấy, ok đây rồi bạn ơi xem này xem kỹ thuật bắt lươn của anh ấy bắt bằng tay không đấy à. Giờ nó cắn ui cắn tay ui nhưng mà chơi nhau à ăn đấy nhỉ. Ôi, thịt mẹ mang rõ nhầm. Cắn chảy máu à? Không. Từ. Lần sau đừng có bỏ nắp nó ra. Đấy. Bây giờ đã thành quả hôm nay là có một con nhé các bạn nha. Xem con này. Đầu tiên nhá. Con đầu tiên này. Đấy, bắt bằng tay không ấy. Đây là cao thủ bắt lươn nhá. Bắt bằng tay không nhá. Đấy. Mẹ trượt mẹ cái này. Nếu nó xong. Đây đấy, úi giời đây. Thôi các bạn ơi, con thứ hai này. Con thứ hai nhá. Con thứ hai các bạn. Không phải rằng anh cứ để cam đấy rồi cắt sau thôi. Ok. Con thứ hai nhá. Ok. Lão bỏ cái đó ra. Này. Con thứ hai này. Con thứ hai này sau tầm có mấy phút rồi đấy. Ờ. Ôi cha. Nó nhảy. Mẹ nó rồi. Bỏ nắp rộng nó bay hết. Rồi. Đi okay. Vòng lên cho mà đang không biết là đi đường nào này em sợ trượt rồi cái này qua là thằng em nói là không tin đâu hôm nay phải đến tận nơi tận mắt là chứng kiến thằng em nó bắt lươn bắt tại ao đâu tay không bắt lươn nhá không có dụng cụ nào đâu các bạn nhá đấy. Sau thành quả là con này là con thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Con bao rồi nhỉ? Hả? Đấy, con thứ tư. Đây, bạn xem này. Này, sau đấy. Một lúc thời gian thôi các bạn này. Đấy, toàn lươn to nhé các bạn nhé. Lươn ao dụng cụ nhá. Cái này là dụng cụ lươn sạch luôn nhá. Lươn sạch, lươn ở ao nhá. Đấy. Tuyệt vời. Cao thủ tí phải phỏng vấn riêng cái cao thủ này một lời chuẩn xác để sau này còn dạy cho anh em mọi người nhà ai có ao là còn biết bắt lươn cao thủ nha ok luôn đấy tí phải chia sẻ cho mọi người một tí nhá cách bắt lươn nhá lên nhà mình quay ngày đây các bạn ơi công cuộc bắt lươn của cao thủ bắt lươn tay không này tay không bắt lươn này em nó đang đi di chuyển đấy di chuyển theo bờ ao nhé đấy. Lần mò thôi cảnh cái chân chân cái chân gì
Bình thường người ta bắt lươn thì người ta phải nhìn thấy lỗ người ta mới bắt, nhưng mà đây em nó là dưới nước em chỉ mò thôi. Mò theo vết. Mò theo vết lươn thôi. Hành trình bắt lươn rất là gian nan, nhưng mà được cái là vẫn có thành quả. Gian nan nhưng nói chung là gian nan, nhưng mà có chịu khó một tí là có thành quả, đúng không? Đúng rồi. Có làm thì mới có ăn mà, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chào mừng em thứ mấy nhỉ? Thứ đến thứ với đội rồi. Của các anh. Đâu rồi? Đấy, xem này. Xem này. Bình tĩnh. Đấy. Đấy. Để xem này. Cao ăn này có phải ai nói gì không? Cái như thế này là cứ chịu khó về với đội của anh là anh yêu, đúng không? Anh mang về. Anh chăm sóc tận tình lắm. Anh mang về anh chăm sóc tận tình. Đấy, xem này. Cho vào cái song đẹp nhất mà anh cho vào tặng em. Đấy. Còn hơn nha, là các bạn nha. Các bạn xem này. Đấy, cái quả ngày hôm nay. Để các bạn ơi. Đó, nhựa. Còn thứ 10 nhé. Đây, sau một số phút vật lộn, đấy, cao thủ đã cho ra cái toàn lươn này, là toàn lươn ở ao mà lươn để người ta để lâu rồi đấy. Cái này là bắt cái này là lươn này thì tuyệt vời rồi, không có tăng trọng nuôi bột như biết gì cả. Đây các bạn ơi, sau một gần một tiếng đồng hồ đây, có cao thủ bắt lươn là tay không bắt lươn ở dưới ao nhá. Cái ao này phải là cái ao mà lâu mà để nước lâu, sau đó tầm một ao cũng phải để tầm khoảng 2-3 năm ấy, chưa tháo ao gì cả đâu. Đấy, bây giờ con lươn, những cái con lươn mà ở ao mà cũng phải là tầm khoảng 3-4 năm rồi đấy, chưa bao giờ tháo ao. Đấy, cao thủ bắt lươn xuống tận ao là bắt từng này con. Đấy, lươn to thì chắc là chỉ có pho thôi. Pho làm theo dân tộc ở trên vùng cao là ta hay làm cái pho, làm lươn pho ăn. Con này thì làm pho thì ngon lắm đây. Đây các bạn ơi, hôm nay con lươn làm lươn pho nhá. Đấy, con lươn bắt hôm nay ở ao đấy. Ông đây, chuẩn bị các bạn ạ. Rau thơm này, gừng này, mắc khén này. Đó là cách chế biến nhé, rồi pho đó. Tuyệt quá ạ. Tuyệt vời nhỉ, quá tuyệt vời. Khén nghiễn ra đúng không? Nghiễn ra. Chúng ta để nó hơi to một tí, cắn vào cho nó tiệt. Tê lưỡi nhỉ? Đúng rồi, tê lưỡi ngon hơn. Thế. Rồi đấy. Đấy, gia vị này. Quá tuyệt vời. Lươn sạch, lươn ao nào. Con lươn này nó phải lâu năm rồi đúng không? Ít ra phải tầm khoảng 3-4 năm rồi đúng không? Cơ bản là cái ao họ không tháo thôi. Nếu mà họ mà tháo thì họ bắt suốt thì không có con lươn hay đâu. Đúng rồi, khó. Xong nha các bạn nhá. Ôi thôi tí ướt khô vào đi. Quên đấy, cái quan trọng nhất là cái quan trọng là còn ớt. Có thể ớt nha các bạn nha, xem nào. Gia vị sau khi đã trộn đều đúng không?
Bạn trộn cho nó đều đều một chút thôi. Đấy này cái thả lươn vào nhá các bạn nhá. Thả lươn vào này. Ok, là phải gõ lá chuối này, phải là phải hơ lửa qua này. Đấy. Không lại cho rách ra cuốn. Rồi, chuẩn bị nhá. Khâu kỹ thuật là thế này nhá các bạn nhá. Đấy, cuốn. Cái này cũng phải có kỹ thuật đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Rồi, ok nha. Rồi, đã xong. Bây giờ chuẩn bị đi vào. Cho cao lên một tí đấy bạn ơi. Cái này có khi là nó gần ừ. Cái đúng rồi, gần đấy quá. Kê kê đây một chút thì không là cháy mất đấy. Rồi. Đấy, đến cái này đúng không? Từ từ tháng 9. Đây món lươn pho này này, sắp chín rồi các bạn ơi. Chắc là khoảng một lúc nữa là xong rồi. Cháy ngoài nhưng mà trong thì mới chín, chỉ cháy lá thôi. Đấy các bạn ơi, sau một ngày cái thành quả này bây giờ con nướng bắt đầu chín này, nó bỏ ra nhá. Thơm nhỉ? Cũng thơm. Chưa bỏ ra mà hẳn là đã ngon. Cảm giác mà nó cảm giác mà nó kiểu tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời luôn. Sắp ra rồi. Ra rồi. Rồi chưa? Thơm quá nhỉ? Đi. Đấy, ôi. Thơm quá. Này thì tuyệt vời rồi. Cứ ăn ok. Nhìn có vẻ rất ngon, quá hoàn hảo. Ok nhé các bạn ơi, đây đây, thành quả khoảng cả một buổi sáng hôm nay đây. Món lươn đã xong đây. Đã chuẩn bị. Xin mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả anh em nhá.